Chúc các bạn có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui mới. Thì hôm nay là lần đầu tiên mình phát trực tiếp trên kênh YouTube. Thì mình chỉ là một cái YouTuber mới phát triển kênh thôi, tức là còn rất nhỏ bé. Mặc dù còn rất nhỏ bé nhưng mà mình thường xuyên là xem những cái YouTuber nổi tiếng đi trước để tìm hiểu và học hỏi những cái hay của họ để phát triển kênh của mình. Thì trong số những cái YouTuber nổi tiếng của Việt Nam cũng như thế giới thì trong đó có một cái YouTuber mình rất là ấn tượng và mình thường xuyên xem cái kênh của cậu ta, đó là YouTuber nổi tiếng của Việt Nam, đó là Fabus. Thì hôm nay mình lên đây mình chia sẻ cho các bạn vấn đề về Fabus ha. Thì các bạn thấy Fabus là một cái YouTuber người Việt Nam. Thì nếu các bạn nào hoặc là những ai mà hâm mộ hay là ngưỡng mộ YouTube của Fabus á, thường xuyên xem á, thì chúng ta thấy Fabus là một người rất là thẳng thắn ha, rất là, nói chung là rất là hiền và rất là tốt, mặc dù mình chưa có gặp trực tiếp. Và đặc biệt là Fabus là một người rất yêu nước ha. Anh rất là yêu dân tộc Việt Nam, dù hiện nay thì chúng ta nếu mà có theo dõi Fabus thì Fabus đang du học ở Mỹ. Một năm sau thì Facebook sẽ trở về Việt Nam các bạn. Thì cái vấn đề mình chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay thì vấn đề gì? Đó là hiện nay thì Facebook đang ở Mỹ, đang bị đe dọa về tính mạng. Thì khi đi sang Mỹ thì Facebook gặp lại những cái cộng đồng người Việt Nam, trong đó như là Son Di Đặng hay là ông Hoàng Neo, rồi đặc biệt là Vương Phạm ha. Thì trong quá trình tiếp xúc với các cộng đồng người Việt Nam thì Facebook có liên hệ với làm bạn với Son Di Đặng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì giữa hai người đang có những cái khúc mắc, thì mình cũng đang rất chờ đợi cái Facebook giải bài giữa cậu ta với Son Di Đặng. Thì đêm qua mình xem cái video clip của Facebook, thì nếu bạn nào có xem thì chúng ta thấy là rất là xúc động ha, và rất là lo cho Facebook cái tình trạng hiện nay. Thì Facebook đã chia sẻ là theo cái sự tin tưởng của mình về Facebook đó, không phải là mình ngưỡng mộ Facebook rồi mình binh thế nào, thì mình thấy là Son Di Đặng thì trước khi nói về Facebook chút xíu mình sẽ nói cho Son Di Đặng. Thì những cái bạn nào mà xem về Son Di Đặng á thì các bạn thấy là anh ta là thường là người là kêu ca ha, hay gọi là nổ. Anh nói là anh sống ở bên Mỹ mấy chục năm làm ăn kinh tế phát triển này kia ha, rồi lúc nào cũng nhắc đến Facebook để lấy cái thương hiệu để phát triển về cái công ty của anh. Nhưng thời gian gần đây thì anh ta lên là anh ta thể hiện là anh ta là người có máu mặt ở Mỹ, tức là anh ta là giống như một sáo đen ha, là dùng những lời nói trên cái kênh của mình thông qua đó để đe dọa Facebook ha. Thì chúng ta biết là Facebook là một cái thanh niên, nói chung còn trẻ, chẳng ước chẳng gáo mới qua Mỹ để du học, thì gặp lại những cộng đồng Việt Nam thì anh ta rất là mến ha, vì đó là những cái người thành công. Tuy nhiên thì sau thời gian tiếp xúc với Son Di Đặng thì Facebook mới nhận ra là Son Di Đặng là một kẻ lừa đảo ha. Thì qua những cái video clip mình xem Son Di Đặng thì mình thấy anh ta cũng là một người lừa đảo luôn. Và đặc biệt thì Son Di Đặng là một người là thường xuyên ha, là lừa gạt người Việt Nam, là người uy hiếp người Việt Nam, cụ thể là đang uy hiếp Facebook. Và đặc biệt là anh ta là người là nói xấu Việt Nam rất là nhiều, gần như là anh ta nhắc tới Việt Nam là anh ta nói cái bọn Việt Nam hoặc là cái tụi Việt Nam này đó, tức là dùng những cái lời lẽ. Nhưng mà anh ta quên là anh ta chui ra từ đâu ha, mẹ anh ta là người về gì, ba anh ta là người gì ha, rồi từ nhỏ anh ta sống ở đâu ha. Anh ta luôn luôn là không có những nhìn về cái hình ảnh người Việt Nam của chúng ta rất là xấu. Thì anh ta nhìn như thế thì anh ta xem ba mẹ anh ta cũng là người xấu thôi, ba mẹ anh ta là người Việt Nam ha, như anh em của anh ta. Thì quay lại cái vấn đề Facebook thì ngày hôm nay mình chia sẻ như thế nào. Thì Facebook hôm qua thì bảo là Son Di Đặng đã lừa gạt anh là 1.500.000 đô la, tương đương với 35 tỷ đồng tiền Việt Nam,
tại ngay chỗ cái dinh thự của Vương Phạm. Và sau khi Vương Phạm biết là Trân Di Đặng đến nhà của anh để làm một cái hành động lừa gạt rồi uy hiếp phá bút, thì Trân Di Đặng, Vương Phạm đã rất là bức xúc ha, rất là bất ngờ. Và qua đó thì Vương Phạm cũng kêu gọi là Trân Di Đặng hãy trả tiền lại cho phá bút, và có những cái hành động gọi là năn nỉ ha. Rồi sau đó thì Trân Di Đặng dùng những cái uy nghi của mình, quy lực của mình để uy hiếp ngay cả là phá bút và Vương Phạm. Thì qua đó thì chúng ta thấy cuối cùng thì đến bây giờ thì gần như là Trân Di Đặng không có trả lại cho phá bút 35 tỷ đồng. Thì với số tiền này thì đối với mình thì số tiền nó quá lớn ha. Các bạn về 35 tỷ thì chúng ta thấy là chúng ta gửi ngân hàng cho anh có đời chết ra chưa hết. Nhưng mà Trân Di Đặng thể hiện anh là một công ty lớn trên thế giới nha. Anh giới thiệu về Bitcoin của mình ha. Thật sự thì Facebook bị nhầm ở chỗ là Trân Di Đặng đã quảng cáo Bitcoin cho một cái đối tác khác, chứ không phải là anh là người sáng tạo ra Bitcoin. Và chính vì vậy khi mà anh quảng bá hình ảnh về Bitcoin cho đối tác không thành công, thì tình cờ anh đã gặp được Facebook, là mượn cái thương hiệu của Facebook, lấy thương hiệu người Việt Nam. Thì chúng ta thấy là hiện nay là trước đây mà các bạn xem mà cái kênh Trân Di Đặng á, thì số lượt xem rất ít, hiện nay số lượt xem là trên 1 triệu rồi. Thì cũng thông qua nhà cái kênh của Facebook mà anh mới nổi tiếng và được nhiều người Việt Nam biết. Thì tuy nhiên sau thời gian thì nó bại lộ chân tướng anh là một kẻ là lừa gạt ha, chuyên hiếp đáp người Việt Nam mình, rồi có những hành động đang uy hiếp ha, giống như một gian tên giang hồ súng ống, có thể là uy hiếp lúc nào cũng được. Thì đi qua là Facebook đang chia sẻ là anh có thể là làm một cái video clip cuối cùng, nếu sau thời gian 5 ngày 10 ngày nữa mà chúng ta không thấy Facebook xuất hiện hay là làm một video khác, thì Facebook nói rằng là đã bị là Trân Di Đặng thủ tiêu. Thì Facebook hiện nay đang đặt anh đang bị đặt vào một cái tình thế cực kỳ nguy hiểm ha. Trên một đất nước Mỹ thì nó tự do ha, thì mình chân ướt chân ráo và không có những người mà đỡ đầu hay giúp đỡ, thì rất là nguy hiểm cho Facebook vào lúc này. Thì tình trạng của Facebook hiện nay thì rất là nguy hiểm. Thì các bạn nào mà là fan hâm mộ hay là những người yêu thích kênh Facebook á, thì xem những video hoặc là có những cái tin nhắn động viên Facebook là mạnh mẽ hơn ha, cố lên vượt qua những cái nguy hiểm lúc này, thì thật sự là cực kỳ nguy hiểm nha các bạn, có thể bị thủ tiêu lúc nào không biết luôn. Thì hơn lúc này thì chỉ còn lại một người danh tắc Mỹ thì có thể là che chở được Facebook, đó là Vương Phạm. Thì các bạn nào mà vào xem kênh Vương Phạm thì kênh cũng rất là lớn nha, số lượng coi cũng cả triệu người. Thì Vương Phạm có thời gian sống trên đất Mỹ cũng khá lâu, và anh đã hiểu được tất cả những cái luật pháp trên đất Mỹ. Và hiện nay anh đang làm kinh tế và anh hiểu luật Mỹ rất là nhiều. Và có một hai lần Facebook đến nhà của Vương Phạm, thì vào trong nhà Vương Phạm thì Vương Phạm giới thiệu cho Facebook rất là nhiều cái khẩu súng, đủ loại súng hết, ngay cả là những cái loại B52 vân vân, và bắn ghê máy bay, hay là hiện nay Facebook là mua cả là xe tăng rồi máy bay vân vân. Nói chung là xin lỗi là Vương Phạm. Thì chỉ bây giờ chỉ còn có Vương Phạm để mà hỗ trợ giúp đỡ cho Facebook. Có lẽ là lúc này là thì có lẽ lúc này thì chỉ có Vương Phạm thôi nha các bạn, chứ ngoài ra thì không có ai giúp đỡ Facebook lúc này. Thì mình nghĩ là Vương Phạm sẽ ra tay để mà hỗ trợ đứa em mình. Thì hiện nay thì các bạn thấy thì video clip gần đây thì giữa Vương Phạm và Facebook đang có những cái vấn đề làm ăn, đặc biệt là mở cái nhà hàng mà và mang cái thương hiệu là của nước Mỹ luôn nha bạn, mặc dù là món ăn Việt Nam. Và hai anh em Facebook và Vương Phạm có những cái lúc mà chia sẻ những cái việc làm của mình mà mình xem cảm thấy rất là ngưỡng mộ hoặc là xúc động ha. Là hai anh em là mở nhà hàng cho khách ăn vào ăn thì chỉ lấy giá bình dân thôi, không cần lời gì hết.
Đặc biệt là khi có thương hiệu rồi thì hai anh sẽ mở cái nhà hàng mình ở phố Người Hoa hoặc là ngay rồi về ngay cả Trung Quốc mở luôn để thu tiền từ Trung Quốc lại. Về Vương Phạm và Phó Bút từng nói là người Việt Nam chúng ta đã mua của rất là nhiều hàng hóa của Trung Quốc và đã chi rất là nhiều tiền. Thì bây giờ hai bạn trẻ này muốn là thu tiền là tiền của người Trung Quốc. Thì qua đó chúng ta thấy là mặc dù hai em đã đi ra nước Mỹ sống ra, nhưng mà cái tình yêu quê hương dân tộc rồi yêu đất nước Việt Nam rất là lớn, rất là nồng nàn ha. Thì đó là những cái vấn đề mà mình rất là trân trọng, rất là xúc động khi hai anh em tâm sự trên cái kênh YouTube ha. Thì qua đây thì khi các bạn xem video clip mình thì các bạn nào là fan của Facebook cũng như Vương Phạm thì hãy nhắn nhủ là động viên Facebook cũng như là nhắn nhủ Vương Phạm cố gắng là bảo vệ Facebook trong thời điểm cực kỳ nguy hiểm và khó khăn lúc này các bạn. Thì đây là lần đầu tiên mình phát trực tiếp trên kênh YouTube của mình. Thì mặc dù kênh còn rất là nhỏ bé, mình cũng thường xuyên xem những cái kênh lớn để học hỏi. Do đó thì cái chất lượng âm thanh lần đầu mình phát thì nó sẽ không chuẩn, cũng như những cái lời nói của mình có thể là nó bị dập ha, chưa rõ ràng. Thì các bạn xem có thể là bỏ qua giùm mình nha. Thì cái buổi livestream ngắn gọn của mình rồi Facebook thì đến đây kết thúc. Thì các bạn nào có xem thì kênh của mình xin cho mình một cái like cũng như là subscribe cũng như là nhấn chuông để đón xem tiếp những video tiếp theo. Thì sắp tới các bạn sẽ đón xem những cái tình tiết tiếp theo rồi Facebook nha, cũng như là Vương Phạm ta sẽ làm gì để bảo vệ đứa em mình từ Việt Nam qua hợp tác với mình làm ăn. Cuối cùng xin chúc các bạn có một ngày tràn đầy niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin hết.